Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Nhà mình trồng khá nhiều cây chanh. Đó là do mình tay máy tay chân, mình cứ cắt nhắm, mình cắm xuống và nó lên. Ai sinh thì cho, nhưng mà chưa sinh thì mình cứ để. Và mình trồng vô những cái chậu 30cm như thế này thì nó ra trái. Đấy, đại loại là như thế. Thì cây này là nằm dưới giàn nho và dưới tán một cây mận. Như vậy là nắng không nhiều mà vẫn ra được trái. Bên kia cũng là một cái chanh do mình cắm cành mà ra, thì cũng nằm trong cái chậu 30cm thôi. Nhưng mà trái cũng nhiều. Thì trước đây cứ bắt đầu mùa mưa là nó nứt vỏ. Nó nứt vỏ toe toét. Thì sau này mình mới rút ra một kinh nghiệm là cái chanh nó giống như cô gái 16-18, nó căng mọng như thế này thì tại sao mình lại để già cho nó nhăn nheo rồi nó nứt, đúng không? Cho nên là một kinh nghiệm của mình mới biết đây thôi. Đó là khi nó căng mọng như thế này thì ta hái, ta thu hoạch. Để nó vàng nó chín thì cái nước bên trong á nó lại ít đi. Và vào mùa mưa nước nhiều, độ ngọt, rồi là nhiệt độ là ba hồi nắng gắt, ba hồi lạnh xuống, thì cho nên là nó nứt trái. Vậy là mình hái đúng cử thì nó không nứt nữa. Đó. Mà đúng cử là lúc này nè. Lúc căng mọng như thế này. Đó, bóng loáng như thế này. Đó. Là một kinh nghiệm. Hái xong thì mình bỏ trong một cái hộp rồi đậy nắp lại và bỏ trong tủ lạnh, ngăn mát tủ lạnh thôi, dùng lâu dài. Thì chanh này thì có thể làm đá chanh uống, pha nước mắm ăn trị ho chẳng hạn, rồi phòng trị cảm bởi vì có giàu vitamin C. Nhưng mà tóm lại là trồng cây chanh rất là dễ. Đây là chanh giấy, còn mình chưa có trồng qua chanh thức quý hay là chanh bắc, mà mình trồng cái chanh giấy này rồi mình dâm nó ra được nhiều nên là cũng choáng hết chỗ rồi, không còn nhiều không gian để trồng những cây loại chanh khác. Nhưng mình có mua một cây chanh Mỹ, rồi lát nữa mình sẽ nói về cái sự màu nhiệm của cái loài chanh. Đây mình vừa hái hai cây chanh trồng trong chậu 30cm, cả ký chanh này. Thì mình hái lúc nó còn con gái non tơ, nó vừa từ non chuyển sang già thì nó không bị nứt. Còn mùa mưa nếu mình để quá già nó sẽ nứt như thế này. Mà những trái nứt này thì nước bên trong nó không được nhiều, nó khô sắp sáp. Trước đây có một cô cũng nói là có cây chanh giấy mà sau đó không có được mọng nước. Té ra là mình thấy nó sớm thì nó mọng nước, còn để già thì nó xốp lại. Thì sau khi tôi hái lứa chanh này xong, tôi sổ nó ra khám nghiệm coi thử rễ đồ này kia ra sao, thì thấy rễ khỏe nè. Nhưng mà người ta nói rằng là mít thì chặt cành mà chanh thì chặt rễ, thì tôi cắt bớt rễ đi rồi tôi trồng vô lại chậu cũ, nhưng mà có cho đất ở dưới và tôi có thêm mấy nấm phân rồi, tôi rải hai nấm phân rồi cho nó ra rễ non, mình cắt cho nó ra rễ non cho nó có sức sống mới. Thì các loài chanh tắc đồ này nọ, nói chung là những cây có múi thì nó ra trái quanh năm. Mình trồng để ăn thì chỉ cần bón phân hữu cơ nào đó. Sau khi tôi cắt xong, hái xong trái này thì tôi sẽ tỉa bớt cành. Mặc dù trên cành có nhiều trái nhưng mà đừng có tiếc gì hết. Tỉa bớt đi. Cho cành nó thoáng. Đây ví dụ trái đây này, mình đừng có tiếc. Mình cắt bỏ, mình cắt theo cái cảm nhận của mình thôi, tức là thấy nhánh nào xấu thì mình cắt bỏ, ở vị trí cành đó nó không có nhận được nắng thì mình cắt bỏ đi. Ở cây này thì nhánh nào mà quá sát gốc, gần mặt đất quá tôi cắt bỏ, chỗ nào dày quá cũng cắt bỏ. Đây một cái chậu chanh giấy xung xuê, tôi cắt hết cho nó gọn lại như thế này, chỉ là cắt theo cảm nhận của mình. Có cái thì mình cắt cành cho nó đâm nhánh mới lên, có cái thì mình cắt từ bên trong thân luôn, gọi là cắt bỏ cành luôn á. Cuối cùng thì nó ra một đống cành như thế này.
và cây nó gọn lại. Thì mình sẽ rải một hai nắm phân bên trên, khỏi cần cắt rễ gì cả cũng được, rồi nó cũng sẽ tốt lên và ra bông. Muốn ra bông nhiều thì quý vị nên bón những cái phân hóa học, tức là phân vô cơ, chẳng hạn NPK hoặc là phân lân hoặc là kali. NPK là bao gồm cả lân và kali luôn, tức là đạm lân kali. Còn không thì quý vị bón rời là bón rời kali hoặc là bón rời lân, đó cho nó ra bông nhiều. Còn tôi thì tôi chuộng phân hữu cơ, nói chung là tôi không chuộng nó ra trái nhiều mà là ra trái an toàn cho tôi. Cái kia thì tôi cắt nhiều cành, còn cây này thì tôi tỉa thưa bớt để cho nó thoáng, ít sâu bệnh, ít bị rầy rèm. Ta nên cắt cho thoáng bớt và cắt là để tạo sức sống mới cho cây. Cái loài chanh rất đặc biệt là rất dễ dâm, và do vậy là với một cái mớ cành nhánh mà mình cắt cho thoáng cành thì mình có thể tạo ra được cả 100 cây chanh con. Một đoạn ngắn như thế này cắm xuống là nó lên thôi. Anh chị kiếm một cái khoảng đất trống nào đó hay một chậu đất trống nào đó, anh chị cắm xuống nhấn, thế là nó thành cây mới thôi. Nó quá dễ và ai làm cũng được hết, không cần có thuốc kích rễ hay gì cả, cứ cắm nhét xuống và nhấn lại là xong. Đây ví dụ đây là cây chanh Mỹ nè, cây chanh Mỹ tôi mới cắt cành cách đây hơn một tháng, cắt xong thì nó lên chồi, tôi đã bẻ bớt chỉ chừa một số thôi. Tôi cắt cành của nó xong thì tôi cắm nó xuống đây nè, giờ nó lên quá trời nè, là toàn sống không á. Bây giờ tôi thử moi lên coi có rễ bên dưới không, và bây giờ nếu tôi cho nó thêm mấy tháng nữa tôi bán mỗi cây 100.000, cây chanh Mỹ mà, chanh vàng Mỹ mà, thì cũng có người mua thôi. Và tôi không hiểu sao mà dễ tạo ra nó như thế này mà người ta lại bán mắc như thế kia, người ta bán tôi 270 hay 320 một cây, trong khi tôi chỉ cần mấy phút là tôi tạo ra được cả 100 cây rồi. Bây giờ tạo ra rồi đi cho thôi, chứ ví dụ như thứ bảy này là bên kia có cái kệ màu xanh là cái kệ không đồng đó, tặng nơi tặng cây không đồng á, tôi sẽ mò tới đó tôi cho mấy cây này. Đây là một cái chanh tôi cắm bừa này, cắm bừa cái nhánh này giờ nó lên này, nó cũng ra trái rồi nè. Thì đại loại là quý vị nên trồng một ít nhất một cây chanh để có ăn đó, bởi vì nó rất dễ tính. Quý vị chỉ cần một cái chậu mũ rộng 30cm là được, trộn đất với phân, thế là không cần làm gì cả, ngày tới lần là nó tự ra bông đậu trái vậy thôi. Rồi muốn tạo ra nhiều cây chanh mới thì ta cứ lấy những cái nhánh non, nhánh xanh này ta chia đoạn ngắn, ta cắm xuống đất. Và bất kỳ cái loài chanh nào, kể cả chanh đang hot trên thị trường, các anh chị cũng cứ cắm như thế và có thể bán được. Đấy, video của mình cũng nói lan man, mong quý vị thông cảm, tại vì cứ vừa quay vừa nói. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Hai tuần trước thì mình có làm video về tạo sức sống mới cho cây bằng cách cắt cành, thì đây là cây táo của mình sau 2 tuần nè, nhánh rất mập mạp chứ không có gì, không có chết cây, đại loại như thế. Cắt cành thì đừng sợ gì chết cây cả, và khi mà nó lên nhánh nhiều thì mình coi mình bỏ bớt một số nhánh mà yếu, chứ không nên là chừa hết tất cả, bởi vì nó dày đặc, nó sẽ không có tốt, không có sung cành. Cũng là một cây táo đã cắt cành cách đây 2 tuần nè, mà giờ nó lên là quá to luôn.